Cô gái cổ dài. Ngày xưa, ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có một cô gái tên là Aioga. Cô bé sở hữu đôi mắt to tròn, cánh mũi xinh xắn cùng đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu. Aioga xinh đẹp quá, mẹ cô bé thật may mắn khi có được đứa con gái như nàng tiên thế này. À, phải đó, cô bé thật đáng yêu. Sao mỗi lần nhìn thấy con bé, tôi cứ ngỡ nó là thiên thần cơ đây. Không một làng nào quanh đây có thể tìm ra bé gái xinh đẹp hơn Aioga đâu. Chào ơi, ai kia mà xinh đẹp nhường này cơ chứ. Càng ngắm càng thấy yêu. Chẳng trách mọi người bảo mình là món quà to lớn nhất dành cho mẹ. Thế này thì mình chẳng cần làm gì nữa đâu nhỉ. Vì nếu làm lụng thì tay mình sẽ chai sần, mặt mình sẽ rám nắng như mẹ mất thôi. Aioga con ơi, vào giúp mẹ một tay nào. Con gái nhỏ à, ra ngoài giếng đầu làng xách cho mẹ 2 xu nước nhé. Mẹ bận làm bánh một chút, lát mẹ sẽ thưởng cho con gái chiếc bánh thật to, có chịu không nào? Con chẳng xách nước đâu, không may nước trơn trượt con ngã thì sao? Thì con bám vào bụi cây ấy. Cây bật gốc thì chết. Con phải bám vào bụi cây thật chắc chứ. Thế thì tay con sẽ xước mất. Tôi bao nhiêu công con giữ gìn chúng mềm mại, trắng trẻo. Vậy thì con đeo bao tay vào, khó gì đâu nhỉ. Bao tay rách rồi mẹ à. Con gái, hãy lấy kim mà khâu vào. Kim sẽ gãy mất. Thế mình lấy kim to và chắc một chút vậy. Eo ơi, kim sẽ làm thủng tay con ấy. Việc gì mà con phải phí hoài da dẻ mình cho 2 xô nước khô ráp kia chứ. Con gái của mẹ xinh đẹp thế này thì nên được nâng niu và giữ gìn mới phải. Bác có mệt lắm không ạ? À? Để cháu giúp bác đi lấy nước nhé. Ôi, Ivan của chúng ta thật là tốt bụng. Vậy cháu giúp bác một tay nhé. Bác quay về nhào bột làm bánh tiếp đã, kẻo muộn mất thôi. Vâng ạ, cháu sẽ về sớm ạ. Cô bé luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, thật đáng khen. Bánh chín rồi đây cả nhà ơi. À, ha, ha, bánh chín rồi. Mùi bánh mẹ làm thơm quá à. Mẹ cho con một cái thật to như khi nãy mẹ nói nhé. Bánh nóng lắm, con cầm sẽ bỏng tay đấy. Có khó gì, con sẽ đeo bao tay vào ạ. Nhưng bao tay ướt rồi này, chẳng dùng được đâu Aioga à. Con sẽ đem phơi ạ. Nó khô ngay ấy mà. Phơi nó sẽ cứng lại đấy con gái. Không sao, con sẽ bóp cho nó mềm. Thế thì đau tay của con gái mẹ lắm. Việc gì con phải làm như thế cho phí hoài nhan sắc. Tốt hơn hết là để mẹ đem bánh cho cô bé Ivan lúc nãy, không tiếc sức mình mà xách nước hộ mẹ. Mẹ chẳng thương mình gì cả. Vì sao lại đem bánh cho đứa xấu xí kia chứ? Nó có phải là con gái xinh đẹp của mẹ đâu. Soi kiểu gì mình cũng thấy mình đẹp hơn con bé hàng xóm bội phần. Cớ gì nó lại có bánh, còn mình thì không. Mẹ phải hối hận cho quyết định của mình vì dám đối xử với cô bé xinh đẹp nhất làng như thế này. Bánh ấy đáng ra phải là phần thưởng cho cô bé xinh đẹp như mình. Nhìn ngon chết mất. Tại sao con bé bình thường này lại được ăn bánh?
Không những thế còn ăn trước mặt mình, như có ý trêu tức mình ấy nhỉ. Rõ ràng là nó cố tình lấy lòng mẹ để mẹ chê trách mình. Aioga này, bạn ăn cùng mình nhé. Bánh mẹ của Aioga làm ngon tuyệt ấy. Ố, Aioga, cổ của cậu làm sao thế kia? Cả tay chân cậu nữa kìa. Hả, cổ và tay chân ta làm sao? Mày dám chê bai ta ư? Ta không thèm ăn bánh của mày. Aioga bị phù phép mất rồi. Đáng sợ quá, không còn là Aioga nữa rồi. Ta không cần gì cả. Ta ghét một đứa xấu xí như mày. Đẹp làm sao? Đẹp nhất chính là ta. Aioga, Aioga. Vì lười biếng, ganh ghét và đố kỵ, Aioga đã hóa thành con ngỗng từ khi nào? Ngỗng cứ bơi, bơi mãi cho đến khi quên hẳn tiếng mẹ đẻ. Duy chỉ có tên mình là nó không bao giờ quên. Hễ gặp ai, nó đều kêu lên để người ta biết rằng xưa kia nó từng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, Aioga. Sợi râu rồng thần kỳ. Ngày xưa, ở một làng nọ, có hai gia đình lão bá và lão tam rất thân thiết, thường hay qua lại nhà của nhau. Họ còn hứa sẽ gả con cho nhau khi chúng đến tuổi lấy vợ lấy chồng. Một ngày nọ, lão bá vào rừng đốn củi như thường lệ. Ôi trời ơi, bà bạc ở đâu tung ra thế này? Hẳn là có kẻ đã giấu thiện vàng trong bông cây này đây. Ta phải bí mật mang về mới được. Đúng là cơ hội đổi đời của ta đến rồi. Có tiền vàng trong tay, lão bá xây nhà cao cửa rộng, nguy nga bề thế. Con gái mình giờ đã là tiểu thư nhà giàu có, vậy mà phải đem gả cho cái nhà nghèo kiết xác này thì thật là vô lý. Thêm nữa, ông bà bên đó cũng chết cả rồi, ta hủy hôn ước cũng chả làm sao. Nghĩ là làm, lão cho gọi người con trai độc nhất của lão là chàng Tứ sang nhà hủy bỏ hôn ước. Tin lão bá hủy hôn ước với chàng trai nghèo chả mấy chốc đã lan ra khắp làng. Phía kia có gì mà mỗi người túm tụm vào thế kia không biết? Mua cho cậu ấy con cá bà. Tội nghiệp, vốn được hứa hôn từ nhỏ ấy mà lão hàng xóm vừa giàu lên đã vội hủy hôn ước rồi. Để nó ở đây chi tổ thêm tiếng xấu cho ta, chi bằng đem ném nó xuống biển cho rồi. Đã lâu rồi ta mới lại bán đắt hàng đến thế. Mình đang ở đâu thế này? Này ông, ông là ai? Tôi làm gì đắc tội với ông mà ông trói chân trói tay tôi thế này? Nói được thì cứ nói đi, vì ta sắp kết liễu đời mi tại đây rồi. Hỡi đấng thần linh trên cao, xin người hãy cứu mạng con. Thật lạ luôn, mới lúc nãy trời còn quang đãng không một bóng mây. Sao lại có rồng xuất hiện trên biển thế kia? Xin rồng thần tha mạng, xin rồng thần tha mạng. Chàng trai trẻ đừng sợ, ta đến để cứu người. Dây trói biến mất rồi. Cảm tạ rồng thần đã cứu mạng. Rồng thần đâu mất rồi? Một sợi râu rồng ư? Người hãy giữ lấy sợi râu rồng này, nó sẽ có ích cho người. Không biết rồng thần tặng ta sợi râu này để làm gì chứ? Trời ơi, thật là kỳ diệu, những chú cá vàng đẹp quá. Thật tuyệt vời, đúng là phép thuật của sợi râu rồng. Đúng là món quà quý giá mà rồng thần ban cho ta.
Trời ơi, nhìn kìa, thật không thể tin nổi. Những con cá từ đâu xuất hiện không biết nữa. Màn ảo thuật thật là tuyệt vời. Chàng trai trẻ, màn ảo thuật rất tuyệt vời. Hãy lên kinh thành biểu diễn, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nghe lời ông cụ, chàng Tứ khăn gói lên kinh thành biểu diễn. Chẳng mấy chốc, nhờ sợi râu rồng thần kỳ, chàng trai đã kiếm được số tiền rất lớn. Chàng xây một căn nhà to rộng, bề thế, tậu ruộng vườn và mua rất nhiều trâu bò. Số đó thật may mắn. Lần trước, ta đã sai người đem thả nó xuống biển. Vậy mà nó vẫn sống sót trở về. Giờ lại còn xây nhà to hơn nhà ta nữa chứ. Thật tức chết thì được mà. Mày phải tìm cách theo dõi, rồi lấy trộm sợi râu rồng về đây cho ta. Xong việc, ta sẽ trọng thưởng. Lão già cứ yên tâm ở tôi. Có sợi râu rồng, ta sẽ mang đi biểu diễn khắp nơi, kiếm được nhiều tiền, rồi ta sẽ xây nhà bề thế hơn cả nó cho xem. Đấy rồi, sợi râu rồng. Khá lắm, ta sẽ thưởng lớn cho ngươi. Dạ, đa tạ lão gia. Cá vàng ơi, mau hiện ra nào. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Sao rắn ở đâu mà nó nhiều thế này? Cứu tôi với, người đâu, mau lại cứu ta. Cứu tôi với. Quá hoảng sợ, lão bá bỏ đi biệt xứ, không dám quay trở lại căn nhà của mình nữa. Còn về phần chàng Tứ, sau khi trở nên giàu có, chàng không hề huênh hoang, tự đắc, mà rất năng giúp đỡ những người nghèo khổ trong vùng. Nỗi oan của quả táo. Xin chào mọi người, tôi ngồi đây được không? Không được, đây là bàn của những trái cây có vị chua. Anh đi chỗ khác giùm. Tôi ngồi đây nhé. Không, chỗ này là của anh nhãn và vải rồi. Anh đi chỗ khác giùm đi nhé. Chúng tôi là trái cây có vị ngọt. Mời anh ra bàn khác giùm. Nhưng mà tôi cũng có vị ngọt cơ mà. Anh ơi, anh dở dở ương ương chứ ngọt nổi gì. Mời anh đi chỗ khác hộ. Đủ rồi nhé. Tại sao mấy người quá đáng vậy? Tôi có tội tình gì mà xua đuổi tôi chứ? Anh mà không có tội ư? Anh á, là tội đồ khiến nàng Bạch Tuyết trúng độc. Đúng là loài táo ác độc. Chúng ta không thèm qua lại với nó. Tôi cũng không thèm mấy người. Nhưng mà thật oan ức quá. Tại sao người ta lại luôn đem mình ra để làm những điều xấu vậy? Tại sao người ta lại bất công với tôi như thế? Con đã làm rất tốt tất cả các vai trò đó mà. Mẹ thiên nhiên, con không nghĩ rằng con rất vinh dự được đóng góp vào những câu chuyện đó ư? Không, con rất ghét. Mẹ hãy cho con vào lại câu chuyện đó để thay đổi mọi thứ. Con muốn mọi người nhìn con khác đi. Mẹ giúp con với. Được thôi. Con cứ đi và khám phá. Hãy làm những gì con nghĩ là tốt hơn và để xem kết quả thế nào. Bây giờ quả táo này đã không có độc. Nàng Bạch Tuyết sẽ được cứu sống. Chào bà. Bà muốn gì ạ? Con mua giùm ta trái táo được không? Ôi, trái táo nhìn ngon quá. Lại còn bổ nữa. Đảm bảo không có độc nhé nàng. Sao? Con thấy sao? Dạ, ngon lắm ạ. Sao? Con không thấy trong người có gì khác lạ à? Thôi đi bà ơi. Kế sách của bà thất bại rồi. Từ giờ không có ai nói ta là quả táo xấu xa nữa. Cảm ơn bà. Thôi con vào nhà đây. Sao rồi? Con đã mãn nguyện chưa? Dạ. Nhờ con mà nàng Bạch Tuyết đã được cứu sống. Từ giờ sẽ không có ai nói được gì con nữa. Đấy, Bạch Tuyết đấy. Cô ấy vẫn sống, vẫn vui vẻ trong ngôi nhà của 7 chú lùn. Thật tuyệt. Một kết cục thật may mắn.
mọi người sẽ không có cớ gì để nói con làm việc xấu nữa. Ta nghĩ con nên xem tiếp phần sau của câu chuyện nhé. Sao số phận ta lại hẩm hiu như vậy? Bao giờ ta mới gặp được tình yêu đích thực của đời mình? Hoàng tử chỉ biết tới Bạch Tuyết khi nàng trúng độc và bảy chú lùn đã đi tìm chàng. Vậy lẽ nào là do con? Có những câu chuyện con nghĩ là xấu, nhưng nhờ vượt qua nó, người ta mới đến được một kết quả tốt đẹp. Con thấy đó, nàng Bạch Tuyết nhờ trái táo độc mới gặp được hoàng tử, và khi đó, nàng ấy còn phải cảm ơn trái táo độc. Vậy mẹ cho mọi chuyện quay trở lại để nàng Bạch Tuyết gặp được hoàng tử đi. Thế con không sợ mang tiếng là quả táo xấu xa sao? Thôi, con thà làm quả táo xấu xa, chứ không nỡ nhìn thấy nàng Bạch Tuyết đau khổ như vậy. Con thật can đảm, mẹ tự hào vì có con. Hay quá, nàng ấy đã được gặp hoàng tử rồi. Còn con, con có muốn vào dự đại hội trái cây nữa không? Con sẽ ngẩng cao đầu bước vào và cho họ biết chính nhờ có con mà Bạch Tuyết và hoàng tử mới đến được với nhau. Đi tìm hoàng hậu. Bây giờ ta sẽ đến chỗ những chú lùn và dụ Bạch Tuyết ăn quả táo độc này. Ngày này qua tháng khác, lúc nào ta cũng phải làm cái việc vô nghĩa này, để rồi cuối cùng ta được cái gì chứ? Cuối cùng thì nàng Bạch Tuyết cũng gặp lại hoàng tử và chung sống hạnh phúc mà thôi. Còn ta thì bị hết thảy mọi người căm ghét rủa xả. Bên ngoài kia chắc hẳn có những thứ thú vị hơn nhiều. Ta không thể làm cái việc khiến người khác căm ghét thế này nữa. Ta sẽ đi sang một câu chuyện khác và trở thành một bà hoàng hậu được mọi người kính trọng. Bạch Tuyết, nàng ở nhà nhớ phải cẩn thận, không được cho người lạ vào nhà. Hoàng hậu độc ác có thể sẽ tìm đến đây đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta hãy làm việc thật nhanh để còn trở về với Bạch Tuyết. Phải đó. Chào các bạn. Bạch Tuyết vẫn bình an vô sự, thật kỳ lạ. Theo như kịch bản thì hoàng hậu phải tìm đến đây rồi mới phải chứ. Đúng thế, nếu hoàng hậu không đến thì câu chuyện này sẽ ra sao? Vậy là nàng tiên cá đã có được đôi chân như con người rồi. Tội nghiệp cô gái. Cô là nàng tiên cá, người đã cứu hoàng tử thoát chết phải không? Bây giờ cô đã bị mất đi tiếng nói và giọng hát, nên hoàng tử không nhận ra. Tuy nhiên nếu cô muốn, ta có thể giúp cô lấy lại giọng nói. Tôi đã có thể nói lại được thật rồi. Nhưng bà là ai vậy? Ta là hoàng hậu trong truyện, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Vậy tại sao bà lại ở đây? Bà phải ở trong truyện nàng Bạch Tuyết mới đúng chứ. Và tại sao bà lại muốn giúp tôi? Ta đã chán ngán việc đem táo độc đến hại Bạch Tuyết rồi. Việc làm đó khiến ta bị căm ghét và nguyền rủa. Giờ đây ta muốn trở thành một bà hoàng được kính nể và yêu mến. Nhưng nếu làm như thế, cốt truyện sẽ bị thay đổi. Thì có sao chứ, mọi nhân vật trong truyện của ta đều căm ghét sự tồn tại của ta. Chúng chỉ mong ta biến đi mà thôi. Ta sẽ đến những câu chuyện khác để giúp đỡ mọi người. Rồi ta sẽ được yêu mến. Sau đó sẽ xây dựng một câu chuyện cổ tích của riêng ta. Bây giờ hãy đi tìm hoàng tử và nói cho người biết sự thật. Nếu có gì khó khăn, ta sẽ giúp cô. Cảm ơn bà nhiều lắm, hoàng hậu. Hoàng tử sắp tới đây rồi, mà hoàng hậu thì vẫn chưa đến. Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy? Nguy rồi, tôi vừa đi dò la tin tức ở cung hoàng hậu, thì thấy quả táo đỏ vẫn nằm trong phòng hoàng hậu. Nhưng người không thấy đâu cả.
hoàng hậu dường như đã biến mất khỏi câu chuyện của chúng ta rồi. Lẽ nào hoàng hậu đã ra khỏi câu chuyện này rồi sao? Nếu cứ như vậy thì câu chuyện của chúng ta sẽ bị xáo trộn hết. Không được, chúng ta phải đi tìm hoàng hậu thôi. Hoàng tử, em mới chính là người đã cứu chàng. Cô gái này là mụ phù thủy đã giả mạo em. Sao ngươi có thể lấy lại được giọng nói như vậy? Chính ta đã giúp cô gái đó. Ngươi đừng hòng làm hại cô gái đó nữa. Ngươi là ai? Ta là hoàng hậu trong truyện Nàng Bạch Tuyết. Sao hoàng hậu trong Nàng Bạch Tuyết lại chạy vào truyện Nàng Tiên Cá? Bà có việc gì ở đây chứ? Chỉ đơn giản là ta không muốn làm người xấu nữa. Ta muốn giúp cô gái này. Ta sẽ không để ngươi làm hại cô ấy nữa. Hoàng hậu, thì ra bà ở đây. Chúng tôi đã đi tìm bà khắp nơi. Các người đi tìm ta để làm gì chứ? Chẳng phải các người vẫn mong ta biến đi sao? Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao mọi thứ lại đảo lộn hết cả? Mẹ ơi, sao truyện này lạ quá? Chết rồi, truyện đã đến tay người đọc rồi. Hoàng hậu, xin bà hãy trở về với chúng tôi. Không có bà, câu chuyện sẽ không còn mang ý nghĩa gì nữa. Ta không muốn quay về. Ở đó không một ai yêu quý ta. Lúc nào ta cũng phải hứng chịu sự căm ghét. Ta đã mệt mỏi vì sự căm ghét lắm rồi. Nói cũng phải, ai cũng chỉ yêu thương những nhân vật mỏng manh yếu đuối. Nhưng những nhân vật như chúng tôi thì lúc nào cũng bị ghét bỏ. Chúng tôi thật có lỗi khi chúng tôi không nhận ra rằng những nhân vật đóng vai ác như hoàng hậu hay là phù thủy là một phần không thể thiếu trong truyện cổ tích. Không có các vị thì sẽ không có sự đấu tranh, không còn những bài học hay thông điệp tốt đẹp nào được truyền tải đến với con người nữa. Xin hoàng hậu hãy trở về, hãy cùng chúng tôi tạo nên một câu chuyện có ý nghĩa về tình yêu và hy vọng nhé. Không có bà, câu chuyện sẽ thật nhàm chán. Thôi được, vậy là câu chuyện của chúng ta cũng sẽ trở về như cũ phải không? Tôi thấy như thế sẽ tốt hơn đấy. Mẹ có thấy gì lạ đâu con, câu chuyện rất hay đấy chứ. Vừa nãy rõ ràng con thấy lạ lắm, chắc là con bị hoa mắt rồi. Thật may là mọi thứ đã trở lại đúng vị trí của nó. Người rối, rối người. Làm sao con khóc? Con chán kiếp làm rối lắm rồi. Suốt ngày bị lôi đi, bị con người điều khiển. Con cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Con không muốn làm con rối nữa. Con muốn mình là một con người. Được. Ta sẽ cho con làm người. Nhưng con hãy nhớ không được cất tiếng nói lời gì. Nếu con thốt ra một lời nào, con sẽ trở lại làm rối mãi mãi. Vậy đi con gái, ăn sáng còn đi chụp ảnh cưới. Cậu Tùng sẽ qua đón con sớm đó. Con xuống luôn nha. Mẹ gả con cho cậu Tùng, thật sự mẹ rất yên tâm. Cậu ấy hiền lành, tử tế, yêu thương con. Sau này con gái của mẹ sẽ sung sướng hết đời. Ăn đi con. Chắc cậu Tùng đến đón con đó. Con lên thay đồ đi. Hôm nay chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới. Rể hãy ôm cô dâu từ đằng sau. Cô dâu đứng nép vào chú rể như thế này. Đúng rồi, thế.
làm người mà sao mình chẳng khác gì con rối thế này. Anh có điện thoại, em đứng đây đợi anh nhé. Anh nói rồi, anh không yêu cô ta. Em đừng có nói vậy. Chẳng qua giờ anh đang rất cần tiền. Cưới xong anh sẽ có đủ tiền để trả nợ và để bù đắp cho em. Chúng ta vào chụp tiếp đi em. Cô đừng tỏ thái độ. Mọi chuyện đã được sắp xếp xong hết rồi. Cô hãy biết nghe lời đi. Muộn rồi, con nhanh xuống xe. Chúng ta tới nhà thờ nào. Mọi người đang đợi đó. Con có nhận người này làm vợ, yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ cô ấy. Khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, từ bỏ mọi người khác để chung thủy với cô ấy không? Thưa có. Con có nhận người này làm chồng, yêu mến, an ủi, kính trọng và giữ gìn anh ấy. Khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, từ bỏ mọi người khác để chung thủy với anh ấy không? Thưa, cô dâu không nói được. Không, tôi không đồng ý lấy anh này. Tưởng đâu cô dâu bị câm mà. Đúng rồi, sao bỗng dưng lại nói được? Thà trở về là con rối, chứ mình không thể cưới con người này được. Anh ta muốn lấy tôi không phải vì yêu tôi. Anh ta lấy tôi vì anh ta cần tiền của mẹ tôi mà thôi. Con đã không thể thực hiện được điều người đã nói. Giờ con sẵn sàng trở về là rối. Không con gái, giờ con đã là người mãi mãi. Nhưng con tưởng cụ nói là nếu con thốt ra lời nào thì con sẽ trở về là con rối mãi mãi. Thực ra ta chỉ muốn thử lòng con mà thôi. Sau những sắp đặt của mọi người, con đã biết tự đứng lên nói ra quyết định của mình, chứng tỏ được sự tự lập của bản thân. Vậy nên con đã có thể là một con người đúng nghĩa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.